Sư Phong cùng toàn 30 tập trang Facebook Việt Tân thân mến chào các bạn. Thưa các bạn, hôm nay Facebook Việt Tân gửi đến các bạn một buổi livestream rất là đặc biệt. Đầu tiên thì Xuân Phương xin được giới thiệu cùng các bạn anh Đặng Xuân Diệu, một cựu tù nhân lương tâm, là một trong những người bị xét xử trong vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành. Hiện nay anh Diệu đang cư ngụ tại Paris, thủ đô nước Pháp. Xuân Phương xin kính chào anh Đặng Xuân Diệu. Kính chào Xuân Phương. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên Facebook Việt Tân. Vâng, cảm ơn anh Diệu đã nhận lời tham gia chương trình livestream hôm nay để cùng với Xuân Phương đón một người đặc biệt hơn nữa. Vâng, có lẽ các bạn cũng đã đoán được người mà Xuân Phương muốn nhắc đến là chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Trước khi gặp chị Minh Mẫn thì xin mời các bạn cùng xem một video ngắn nói về con người Minh Mẫn, về những hoạt động đã khiến chị bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm 8 năm qua. Xin kính mời các bạn cùng xem. Trong số 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị tòa án Nghệ An kết tội hoạt động lật đổ chính quyền vào năm 2013, có hai người phụ nữ, đó là bà Đặng Ngọc Minh và con gái của bà, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị kết án đến 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Họ là những người tiên phong trong phong trào dùng sơn vẽ ký hiệu HSTSVN, có nghĩa là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Từ đó, gia đình của Minh Mẫn bị Công an An ninh Cộng sản Việt Nam để ý. Tuy biết rõ điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục vẽ khẩu hiệu, rải truyền đơn, nhất là Minh Mẫn. Cả ba mẹ con bị bắt vào tháng 8 năm 2011. Là một cô gái trà vinh chân chất, với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Minh Mẫn lại rất kiên cường mạnh mẽ khi đối mặt với Công an An ninh Cộng sản. Vì trong quá trình điều tra, cô luôn kiên quyết không nhận tội, không xin khoan hồng trước những đe dọa, dụ dỗ của công an, nên Minh Mẫn đã phải nhận bản án nặng hơn nhiều người khác trong số 14 người cùng bị xét xử. Tại phiên tòa kết án mình, tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã dõng dạc nói: "Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ ghi các khẩu hiệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam." Minh Mẫn cũng đã tuyệt thực hai lần để phản đối quản giáo trại giam đối xử bất công với cô và các tù nhân lương tâm. Ngày 2 tháng 8 năm 2019 là ngày mãn hạn tù của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Vì yêu nước mà Minh Mẫn đã phải vào tù khi mới 26 tuổi. Cô đã dâng cho quê hương tuổi thanh xuân ngọt ngào, dâng cho quê hương mái ấm gia đình. Sau 8 năm bị giam trong chốn lao tù tối tăm, nhưng trong tim cô, ngọn lửa đấu tranh vẫn thắp sáng niềm tin ngày đất nước thanh bình tự do. Vâng, thưa các bạn, Xuân Phương hân hạnh được đón tiếp một cô gái trẻ nhưng đã chứng tỏ một bản lĩnh kiên cường bất khuất ít ai sánh bằng. Cô đã trải qua 8 năm tù hà khắc nhưng vẫn giữ vững được tinh thần, ánh mắt, nụ cười của cô vẫn tỏa ra được sự tươi mát, tỏa ra được một sức sống của tuổi trẻ. Xuân Phương rất hân hạnh chào đón chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Dạ, xin mời chị Minh Mẫn lên tiếng với mọi người chị. Chào chị Xuân Phương cùng người bạn Xuân Diệu cùng tất cả bạn khán giả. Bạn Vâng, có lẽ là đây là những cái giây phút đầu tiên mà chị trở về với gia đình, với bạn bè. Có lẽ là có rất nhiều cảm xúc, cá nhân Xuân Phương cũng rất cảm động. Trước hết thì cảm ơn chị đã dành thời gian cho Facebook Việt Tân. Và Xuân Phương biết anh Diệu, một người bạn cùng đồng hành với chị, cũng có rất nhiều cảm xúc và có nhiều lời muốn chia sẻ những cái lời chúc mừng chị. Thì Xuân Phương xin mời anh Diệu có lời lên tiếng trước với chị Minh Mẫn. Xin mời anh. Đúng là giây phút khá là đặc biệt và rất vui là được gặp Minh Mẫn, coi như là được nói chuyện trong một cái chương trình. Nếu so với Diệu cách đây một hai năm ra tù thì bây giờ Minh Mẫn ra sau sau 1 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng đồng hồ thì lên sóng và có thể nói rằng là cũng là mạnh dạn để rồi trả lời và cũng cập nhật được cả về công nghệ nữa. So với nhiều lúc đó thì có lẽ là Minh Mẫn
tiến bộ hơn rất là nhiều, khá hơn rất là nhiều, chứng tỏ rằng là tinh thần của Minh Mẫn cũng rất là mạnh mẽ, trí tuệ cũng Diệu cũng tin rằng là cũng đang còn rất là tốt. Thực sự thì đã có một cái khoảng thời gian đấy rồi, gặp gỡ nhau rất là ngắn ở trong cái thời gian tù rồi, nhưng mà lúc này đúng thật sự gặp lại thì thấy cũng cũng là một cảm xúc khó khó tả, rất là bồi hồi trong cái lúc này. Không biết chị Minh Mẫn có lời gì nói với anh Diệu không? Chị Minh Mẫn thấy anh Diệu có đẹp đẹp trai hơn trước không chị? Cũng không khác gì ngày xưa, Về lớn mình coi. cũng không khác gì lúc mà mới gặp nhau. Cũng cũng đẹp trai như ngày xưa hả chị? Chưa chưa già Bao già hơn rồi. ha. Vâng, chị Minh Mẫn biết không, trong những ngày qua thì mọi người đều mong chờ chị về để có dịp mà nói lời chúc mừng với chị. Thì sau đây Xuân Phương xin được gửi chị cái lời chào mừng thăm hỏi của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Một cái lời chào mừng cũng rất là cảm động. Thì xin mời chị cùng nghe với mọi người nha. Tôi chờ đã lâu cho ngày hôm nay và cơ hội để nói với chân hữu sự trân quý và cảm kích của toàn đảng trước sự can đảm và những hy sinh của chân hữu. Lẽ tất nhiên, cá nhân tôi và tất cả mọi anh chị em đều rất vui mừng vì chân hữu ngày hôm nay đã ra khỏi nhà tù và trở về với gia đình. Tuy nhiên, sự vui mừng đó không to lớn bằng sự cảm phục trước tinh thần bất khuất của chân hữu. Cho dù phải đối diện với bạo lực và tù đầy, nhưng Chiến Hữu đã không chùn bước và luôn giữ vững tư thế của người đảng viên Việt Tân. Sự dũng cảm của Chiến Hữu đã làm nhiều người phải ngưỡng phục, và chắc chắn là chế độ độc tài sẽ không bao giờ khuất phục được lòng yêu nước của Chiến Hữu. Đối với riêng tôi, từ hình ảnh của Chiến Hữu đến những gì chúng ta đã nói với nhau luôn luôn là điều tôi ghi nhớ về Chiến Hữu. Chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường phục vụ dân tộc và canh tân đất nước. Mong chị Nú hãy tinh dưỡng và chóng hồi phục sau những năm dài ở trong tù. Tất cả mọi anh chị em đều sẽ hết lòng hỗ trợ chị Nú trong những ngày tháng tới. Chúng ta còn nhiều việc phải làm và sẽ sát cánh bên nhau trên con đường tranh đấu cho tự do và dân chủ của đất nước Việt Nam thân yêu. Thân chào chị Nú và hẹn lại chị Nú một ngày không xa. Vâng, không biết chị Minh Mẫn nghe lời những lời nhắn nhủ của ông Đỗ Hoàng Điềm thì có cảm nghĩ như thế nào? Có lẽ câu hỏi đầu tiên muốn hỏi là tình trạng sức khỏe của chị ra sao thưa chị? Sức khỏe thì khi đi về ở ở tù 8 năm thì cũng sức khỏe không bằng như mọi người ở ngoài, chứ đi về thì đường xa cho nên cũng không có được khỏe lắm, mắt thì bị cái vấn đề về mắt nữa, mắt mờ hơn cho nên cũng không, bây giờ thì tạm thời cũng chưa được khám sức khỏe, em nghỉ mà vài hôm rồi sẽ đi khám sau. Dạ, thì không biết chị nghe những lời nhắn nhủ của ông Đỗ Hoàng Điềm, không biết chị có cảm nghĩ gì không? Chị có muốn có lời gì muốn nhắn lại ông Đỗ Hoàng Điềm không thưa chị? Cho Minh Mẫn cảm ơn tất cả mọi người, các chiến hữu của anh em ở tất cả mọi nơi lúc nào cũng hướng về Minh Mẫn. Gia đình đi thăm thì lúc nào cũng có nhắn với Minh Mẫn là mọi người rất là yêu mến, lúc nào cũng hỏi thăm. Đó cũng là động lực để Minh Mẫn có thể vượt qua mọi khó khăn. Lúc nào cũng biết là mọi người luôn hướng về Minh Mẫn. Cho nên Minh Mẫn cũng cảm nhận được tình cảm đông đầy mà mọi người dành cho. À, Cảm ơn. vâng thì Cảm ơn Chủ tịch Tiên. dạ đúng như chị nói, rất nhiều người mong chờ ngày chị về để mà có dịp nói chuyện với chị, có dịp nhìn thấy chị. Và một trong những người mà Xuân Phương thấy đã có rất nhiều những lời viết, những cái để mà chuẩn bị cho cái ngày chị về, đó là anh Diệu. Anh cũng có là suy đoán, tính toán giờ giấc để xem coi ngày nào chị về đến nhà. Thì
Không biết là chị có thể kể lại với mọi người thì sáng nay chị ra tù lúc mấy giờ và chuyến đi từ Thanh Hóa về Trà Vinh diễn ra như thế nào thưa chị? Mùng 1 tháng 8 thì trại giam có đưa Minh Mẫn đi làm các thủ tục giấy tờ. Rồi sáng mùng 2 là ngày được thả thì vào 5 giờ sáng cán bộ mở buồng giam thì đưa Minh Mẫn ra xe, giao lại một số giấy tờ rồi đưa lên xe đi ra sân bay Thọ Xuân ở Thanh Hóa. Tới 8:30 thì lên máy bay đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đi xuống thì mọi người ở công an đã bố trí sẵn hết rồi, chỉ có xuống là Minh Mẫn chỉ đi về thôi. Đưa Minh Mẫn ra xe, xuống máy bay đi ra xe thì có người đưa hết đi về tận tới Trà Vinh. Nghĩa Minh là Mẫn trong không suốt cuộc phải về nhà, họ không cho Minh Mẫn điện thoại về nhà là Minh Mẫn đã được thả. Lúc mấy giờ thì người nhà không biết được, cũng không biết đi đón, chỉ là khi đi tới về công an thành phố Trà Vinh thì họ làm một số thủ tục rồi sau đó họ mới cho điện thoại về nhà để người nhà đi đón về. có nghĩa là trong suốt cuộc hành trình là luôn luôn có những công an an ninh tháp tùng với chị đúng không? Lúc nào họ cũng kèm, mình không thể mượn điện thoại của ai, họ không cho mình vẫn có xin, họ bảo là để điện thoại về cho gia đình biết nhưng mà họ không cho, họ bảo là không được. Họ có nói lý do tại sao là không được không chị? Họ bảo là cái đó là do họ thôi, họ không muốn cho. Nghĩa là không cần lý do, nguyện là họ không thích thì là họ không cho mình. Không biết thì công an phường nơi chị ở đó có thái độ ra sao đối với chị? Trước đây thì anh Minh Mẫn với mẹ Minh Mẫn về thì họ có gây khó khăn cho gia đình Minh Mẫn, cho nên khi mà Minh Mẫn về thì Minh Mẫn thấy cũng có khác đi một chút. Tại vì trước khi về ở trại giam họ có hỏi Minh Mẫn là xem tư tưởng của mình như thế nào trước khi mình về, thì họ có hỏi thì Minh Mẫn bảo rằng Minh Mẫn rất là hoang mang, bởi vì ba mẹ đi thăm thì lúc nào cũng bảo là anh cũng bị làm khó, đi đi làm cũng xin việc cũng khó, ở đi về không có làm được cái gì hết, họ gây khó khăn. Minh Mẫn bảo là anh Minh Mẫn bị như vậy, mẹ cũng bị, thì tới Minh Mẫn về thì không biết như thế nào, làm sao để hòa nhập với cộng đồng. Họ bảo Minh Mẫn là về chúng tôi muốn chị phải hòa nhập với cộng đồng, nhưng mà gia đình Minh Mẫn thì lúc nào cũng bị làm khó, thì tôi phải hoang mang không biết sao để tôi hòa nhập đây, xin việc thì không được, người ta không nhận đâu, không nhận đâu, tại vì công an tìm tới tận nơi mà họ không cho mình làm. Cho nên trước khi Minh Mẫn về, Minh Mẫn có nói như thế, thì khi về tới địa phương thì họ cũng khác đi một chút. Họ có hứa là họ sẽ tạo điều kiện cho Minh Mẫn hòa nhập cộng đồng, nhưng mà để Minh Mẫn xem thời gian sẽ trả lời như thế nào, xem À, họ và có giữ khi lời. chắc chắn là họ không giữ lời hứa thì Phương tin rằng chị sẽ bắt họ phải giữ lời hứa đúng không chị Minh Mẫn? Không biết là khi mẹ chị và gia đình đến đón đó thì họ có làm khó gia đình hay không? Họ có cho chị về với gia đình nhanh chóng hay không, hay là bắt những cái thủ tục rườm rà nữa chị? Cái đó thì không có, thủ tục thì cũng rất là nhanh. Xuân Phương không biết là nãy giờ anh Đặng Xuân Diệu ngồi nghe đó, không biết anh có góp ý hay có gì hỏi chị Minh Mẫn không anh? Diệu cũng không có góp ý gì nhiều vì thời gian vừa ra thì có lẽ những cái thủ tục đó nó cũng được quy định theo cái pháp luật đó. Nó chỉ là những cái thủ tục ban đầu đi về. Thì hồi nãy chị Xuân Phương có nói Diệu đoán cái lộ trình đi từ Thanh Hóa về thì nó cũng là giờ vậy. Và cũng phải nói được ở đây rằng là đối với họ đối xử với Minh Mẫn theo một cái góc độ nó khác.
Điều đó có lẽ chúng ta khẳng định với nhau rằng là trong 8 năm tù của Minh Mẫn ở trong trại giam, nói theo cái ngôn ngữ của những người tù có lẽ cũng là có số có mã trong rồi. Cũng là một 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 cái đối tượng tôi gọi là khó mà để mà họ có thể là họ họ dùng cái có thể là dùng đe dọa hay là dùng vũ lực hay là dùng những cái biện pháp cứng đó. Thì họ chỉ còn mỗi cách cuối cùng nữa là thuyết phục thôi, và ngăn cản được cái mức độ nào như chúng ta có thấy đó thì là không có được nghe điện thoại, không được gọi điện thoại về nhà, thì cũng chỉ là cái cách mà điện thoại trong tay họ thì họ không cho thôi, chứ còn cái gì trong tay của Minh Mẫn thì Diệu Nghị có lẽ là họ cũng không thể là dễ gì để mà tước đoạt được. Cũng có một điều thì Diệu là một trong những người mà có lẽ trong vụ án cũng được gặp Minh Mẫn nhiều hơn, vì có cái duyên là khi về cũng bị bắt, rồi sau đi ra trại, đi ra ở trại Nghệ An, cũng đi chung xe để ra đi sứ, rồi về trại Năm Thanh Hóa cũng đi chung xe, là vì không kháng án, cho nên cái hành trình thì cũng có một số cái câu chuyện để nghe, để biết với Minh Mẫn, nên là Diệu cũng tin. Không biết Minh Mẫn có nhớ không, hồi hồi đó là Diệu bị án 13 năm mà. Minh Mẫn thì bị 8 năm, cho nên không biết là Minh Mẫn có nhớ cái câu gì mà khi mà chào từ trại giam xuống K4 Diệu đi về K3 không? Hẹn ngày gặp lại. hồi đó là Minh Mẫn bảo rằng là chắc chắn Minh Mẫn sẽ ra tù trước, và Diệu tới 5 năm, cho nên là gặp lại và gặp vào đi thăm. Là lúc đó cũng nói với nhau là cũng không biết được hành trình này, thực sự thì bước vào tù không có ai biết được là mình ra lúc nào và có thể là ra được hay không, chỉ sống để rồi ở trong đó cũng là sống với bản thân mình, sống cho nó đúng nghĩa ở trong nhà tù. Và lúc này rất là vui là vì sau thời gian đó thì Minh Mẫn đã sống được, đã rất là chính trực ở trong kể cả nhà tù, và bây giờ về đây cũng thế. Thì cái chuyện mà họ đối xử nhẹ nhàng ban đầu thì có lẽ là cũng là để thăm thân thôi, xem cô gái sau 8 năm tù được rèn luyện trong cái nhà tù của cộng sản về là nó mềm hay là nó cứng hơn. Vâng, thì chị Minh Mẫn còn có nhớ chuyện gì mà về anh Diệu trong cái những cái khoảng thời gian mà có dịp gặp nhau từ khi xét xử hay những như anh nói những cái chuyến đi đến những cái trại giam chung không chị? Có một kỷ niệm nhưng mà lúc đó thì đang xử án, Minh Mẫn không nhớ là lúc đó mình đứng ở tòa mình nói cái gì. Nhưng mà Minh Mẫn có nhớ là anh Xuân Diệu á, khi Minh Mẫn quay về thì anh Xuân Diệu mới nói là em phải thêm 5 năm nữa. Không biết anh Xuân Diệu còn nhớ không, anh chọc là anh có kêu là em phải thêm 5 năm nữa, thì Minh Mẫn chỉ cười thôi không biết nói gì. Vâng. Như vậy là Lúc đó thì Diệu ngồi đằng sau Minh Mẫn một hàng ghế, và trong cái quá trình mà xét hỏi đến đoạn mà khi mà tuyên án thì là xuống thì là cười, và thì ai cũng nói lời cuối cùng, và Minh Mẫn thì nói cái câu mà chúng ta hồi nãy có nghe trong cái đoạn video đó. Việc tôi làm thì tôi thừa nhận cái việc tôi làm, nhưng mà tôi khẳng định rằng là Diệu cũng nhớ đại khái vậy đó, tức là cái chuyện tôi làm là đúng và tôi không xin khoan hồng. Thì Diệu mới là đá cái chân của Minh Mẫn, và Minh Mẫn quay trở lại cười thì Diệu bảo là phải thêm 5 năm nữa nó mới đủ độ. nhưng mà Nói vậy đấy, quý vị biết là anh em làm cái vụ án thanh niên công giáo mà, toàn là anh em những người rất là trẻ, và đi ra tòa thì mặc dầu họ không có những cái video đi ra ngoài, nhưng mà thực sự anh em ở trong người tòa, trong cái không khí đó, chúng tôi không có một chút nào về 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 cảm giác sợ hãi gì cả. Nó là một phiên tòa, nó cũng giống như là một cái buổi đến đi xem vậy thôi, và cũng xác định với nhau rằng là kêu bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, và anh em cũng không có màng cái chuyện là bao nhiêu năm cả. chị Minh Mẫn thì không biết lúc đó chị có thể chia sẻ cái cảm giác những cái lúc mà ở tù như có lẽ chị cũng cùng suy nghĩ với anh Diệu hả chị? Cái cảm giác mà trong phiên tòa, xin lỗi.
Lúc trong phiên tòa thì không có cảm giác là sợ, nhưng mà gặp nhiều bạn bè lâu ngày bị giam, tạm giam không được gặp nhau thì rất là vui, nhìn nhau cười thôi. Với lại khi mà bị tạm giam có kết luận điều tra hay là có cáo trạng thì nhìn vào thì thấy khoảng một thì nó cao quá, không biết là mình bị bao nhiêu năm. Cho nên cái thấy anh Diệu, anh Hòa, anh Hồ Đức Hòa thì rất là cao rồi, đầu vụ của rất là nhiều người, nên vẫn nghĩ chắc mấy anh mà 20 năm thì em chắc cũng phải 15 năm, cứ nghĩ như vậy thôi. Cứ cứ nghĩ là mình sẽ cao như vậy, cho nên khi ra tòa mà bảo là Minh Mẫn từ 9 tới 10 năm thì thôi, 9 tới 10 năm thì cũng có cách nhau một năm thôi, 10 năm thì 10 năm. Lúc đó nghĩ vậy nhưng không nghĩ là sẽ 8 năm. Thực sự là khi mà tòa tuyên 8 năm thì cảm giác rất là nhẹ nhàng, mình không thể hụt hẫng gì cả. Có nghĩa là đã chuẩn bị tinh thần cho tới 15 năm mà được có 8 năm. Minh Tại Mẫn vì là đó thì cáo trạng để rất là cao, khoảng một thì rất là cao. Minh Mẫn Anh có Minh nghĩ Mẫn là cái đầu tiên sáu có ba thôi. Minh Mẫn có nghĩ là 6 chữ HSTS và Việt VN tức là Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam mà có 6 chữ mà 8 năm thì mình có bị lộ Cái đó không? tính lỗ, lỗ thì cái đó cũng không có cân đo đong đếm được đâu. Chắc chắc họ tính thêm 2 dấu chấm là mỗi cái 1 năm anh Diệu à. À vâng, nếu mà 2 dấu gạch ngang là thì đúng là 8 năm là mỗi chữ mỗi nét đấy. Gọi là mỗi nét mỗi 8 năm. Ok. À, cái này thì sẽ nếu mà cần thì có thể là chúng ta viết được cái bài là đúng là mỗi chữ là 1 năm. Chị Minh Mận ơi, khi mà về tới Trà Vinh đó thì chị thấy cảnh vật đường phố có mới lạ không chị? Chị có nhận ra được những cái gì ngày xưa không? Chỉ có một số thôi, còn phần còn lại là về nhà không biết đường vào nhà. Mẹ bảo là tới nhà rồi nhìn không biết đường vào. Rất là lạ lẫm, cái gì cũng thay đổi rất là nhiều, giống như mình thay lúa. Lạ thì Xuân Quân nghĩ đúng là lạ, nhưng mà hai lúa thì chắc là không hai lúa đâu. Những cái tấm hình của chị cũng như nãy giờ nói chuyện với chị đó thì rõ ràng như anh Diệu nói là tuy là chị đi tù 8 năm nó gần như là một cái sự cách biệt với thế giới bên ngoài một cái khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà Phương thấy rằng chị vẫn đặc biệt là giữ được cái tinh thần vẫn vui vẻ vẫn cười tươi. Cái đó là một cái rất là hay của đời chị. Thì không biết nãy giờ là chị về nhà rồi nghỉ mệt rồi, không biết là cô Minh chuẩn bị cho chị món ăn gì có ngon không Khi về thì rất là mệt, cũng không ăn gì được, thành ra chỉ có uống sữa, ăn một ít ít thôi, không dám ăn nhiều. à? Nói Ồ, chuyện nghe ăn nói là Thiên Phương. À, nói chuyện ăn thì dạ có biết đó. là Minh Mẫn tức là ở trong tù mấy tháng nay đó, trước lúc về đó không biết là do cái bất công thế nào mà Minh Mẫn không có nhận cơm trải nữa và ăn thì có nghĩa là ăn trái cây ăn mấy cái đồ ở nhà gửi vào thôi chứ còn không có nhận đồ ăn của trải nữa. Có lẽ Vâng, là cũng vậy là không biết chị Minh Bận, dạ. Một Phần. Không biết chị Minh Bận có thể chia sẻ lý do tại sao như vậy không chị? Minh Mẫn lúc đó thì cũng nghĩ là mình còn có 4 tháng nữa thôi là mình sẽ về rồi, Minh Mẫn cũng không có muốn gây khó khăn gì tới cán bộ trại giam hay là mình có cái gì đó không đúng. Nhưng mà có một cán bộ ở trong đó, không phải toàn bộ hết, chỉ là riêng một người thôi, có một người thì vô thường hay gây sự, mà họ đưa thì không đúng giờ. Sáng ăn sáng thì 8 giờ mới có nước sôi. Cho nên Minh Mẫn, người đó Minh Mẫn cũng đã có nhiều lần phản ánh với ban giám thị ở đó. Rồi người đó cũng một thời gian ngắn thôi, người đó cũng không sao. Nhưng rồi lại tiếp tục. Cho nên cái lần nó vô đưa cơm thì muộn, Minh Mẫn bảo đưa cơm muộn, Minh Mẫn phải lập biên bản đi. Tại vì đó, người đó nhiều lần quá, bắt đầu quát tháo, nói với mình lớn tiếng. Thật ra Minh Mẫn nói là cái đó là không phải là Minh Mẫn xin hay là họ cho Minh Mẫn đâu, cái đó là tiêu chuẩn của mình.
nhưng mà mình vẫn thấy rằng mình tự ái quá, mình người ta nạt nộ mình, cho nên mình vẫn không có nhận. Mình vẫn nói thôi từ đây mình vẫn không có nhận, mình vẫn chỉ ăn đồ nhà với lại mua đồ tiền của mình mua đồ căng tin để mình ăn thôi. Nhưng mà nói thì mình cũng phải trung thực một chút, có nghĩa là ở đó mình không nhận nhưng mà căng tin vẫn thay đổi thức ăn cho mình, có nghĩa là bán bánh mì, bún, đôi khi là xôi, mình vẫn ăn những món đó rồi kèm theo với gia đình gửi cho mình. Đó là lý do mà mình vẫn không nhận. Vâng, Wow. Có. Diệu muốn Dạ nói xin chuyện mời hồi chị. nãy có, dạ hồi nãy nghe nói chuyện lạ đó, cái lúc mà Diệu ra thì cái điều mà có lẽ cũng lạ nhất đó là sao mà thấy cái điện thoại bây giờ mà gọi không có cần sim gì cả mà cũng nói chuyện được với nhau, có cả hình ảnh, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có một cái điện thoại nó nhỏ bằng cái bàn tay đó mà sao mà thấy mấy người gõ 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 mà rất là nhanh. Trước lúc đi tù thì không có cái kiến thức, không có khái niệm về cái chuyện đó. Sau sau ra tù thấy mà hôm nay thấy Minh Mẫn là lên hình liền, có vẻ như là sử dụng được điện thoại liền như thế thì rất là khá. Dạ, cảm ơn anh Diệu chia sẻ. Thì Xuân Phương muốn trở lại một chút về hồi nãy những gì chị Minh Mẫn vừa nói xảy ra ở trong trại giam đó. Thì đó là một cái là chỉ là những cái tháng cuối thì họ mới có cái thái độ như vậy với chị, hay là trong suốt thời gian chị có cảm thấy cái thái độ của các giám thị như thế nào đối với riêng cá nhân chị và cũng như các tù nhân lương tâm khác, thưa chị? Trong trại giam thì cũng có cán bộ này cán bộ khác, không phải người nào người ta cũng như vậy với mình cả, nhưng mà đôi khi mình khiếu nại lên thì được chút xíu thôi rồi lại người ta lại tiếp tục như vậy, giống như là một người đấm một người xoa vậy, cho nên người ta không để mình sống yên, tại vì mình vẫn không có cải tạo, mình vẫn chung đủ, mình vẫn về, không có phải mà mình đi cải tạo những người khác, cho nên người ta không có để cho mình được yên đâu. Người ta không có người nói với Minh Mẫn là không có được cuộc sống êm đềm, họ không để mình sống được êm đềm như vậy đâu. Có nghĩa là một cái lời đe dọa đúng không chị, và chị phải giống như đấu tranh hàng ngày với họ. Mỗi ngày là một cuộc chiến. Thì chị có thể chia sẻ một số những cái câu chuyện nhỏ, những cái sự kiện nào đó mà họ ngược đãi chị và cái cách mà chị phản ứng phản đối lại là như thế nào? Mình phản ứng thì chỉ có mình tuyệt thực, mình không nhận khẩu phần, mình không nhận tiêu chuẩn của trại, hay là mình tuyệt thực. Tuyệt thực là đó là dữ lắm rồi, mình không có, mình khiếu nại nhưng người ta cũng bình thường thì thôi, mình tuyệt thực, đó là cách cuối cùng để mình đấu tranh. Dạ, cái lúc mà Thì đang chị Xuân Phương, cái lúc chị đang ở trại năm, tức là ở bên K3 của trại năm, thì có một số người họ có đi làm rồi sau này về về họ có nói, thì ở bên kia có hai mẹ con, thì Diệu có biết đó là Minh Mẫn, và họ nói là có một lần đó là biết khoảng năm 2014 gì đó thì Minh Mẫn bị kỷ luật và nhốt trên cái nhà kỷ luật, không biết là lúc đó là nó xảy ra thế nào Minh Mẫn. lúc đó là họ bắt vào một cái khu riêng dành cho án chính trị, ở đó chỉ có lúc đó thì có 5 người ở trong khu kỷ luật, thì họ chỉ bắt nhốt mình lại thôi, họ không cho mình đi ra ngoài, chỉ là trong cái phạm vi rất là nhỏ, cái buồng giam thôi. Tới giờ thì họ sẽ mở ra cho mình ra ngoài mình tắm giặt ăn cơm rồi họ lại nhốt mình vào. Thành ra mình thấy là mình như vậy là giống như mình đang ở tạm giam chứ không phải là mình đang ở trại để mình cải tạo, mình sống với một cuộc sống giống như là những người tù khác. Cho nên tất cả không phải riêng Minh Mẫn đâu, tất cả mọi người đều đồng lòng là tuyệt thực. Cho nên quậy, ý là quậy nên bắt Minh Mẫn vô kỷ luật. Mấy người khác có bị không hả Minh Mẫn? Những người khác thì có cô Phạm Thị Lộc, lúc đó cô Phạm Thị Lộc với Minh Mẫn,
Thế là có vẻ như Minh Mẫn là đầu đầu đàn cái vụ đó phải không? Không phải. Tại vì có nhiều, tôi có ngoài những chuyện đó là có nhiều cái cộng lại nữa, người ta không thích mình làm như vậy, người ta bảo mình làm vậy là mình chống đối, cho nên có nhiều khi những cái cửa của buồng giam thì nó rất là bích, cửa sổ thì nó không được nhiều, nó rất là bức bối, thành ra cái cửa chính thì nó có một cái lỗ, khi mình có một cái ngăn nhỏ thôi, khi mình ở tạm giam như anh Diệu biết á, là người ta cứ đóng lại thôi, mình lại cần không khí, cho nên mình muốn cái cửa đó người ta mở cho mình từ bên ngoài, mà mình không có được mở từ, người ta không có, người ta khóa từ bên ngoài, thành ra không ai mình yêu cầu mở, thành ra mình quậy quá, mình mở không biết phải nói làm sao, nhưng mà sau cái vụ đó thì mình vẫn bị kỷ Thì mình phản đối luật. đó. Có hiểu. Ở bên này cũng vậy, ở bên 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 K3 tức là bên Nam cũng vậy. Họ cũng đưa mình vào rồi lúc đầu họ cũng nhốt trong cái những cái khu nhà nó rất là ẩm thấp, rồi mình không đấu tranh thì nó cứ nằm mãi như vậy. Và phải đấu tranh thì người ta mới mở. Có những lúc là họ mở cho một cái cánh cửa đằng trên nhỏ nhỏ thôi. Rồi khi nào nó không thích nữa đi qua nó đóng nó sập lại, là vì nói như Minh Mẫn ngồi người ta chốt ở ngoài mình không có làm sao mà mở được hết. Nó không khác gì là lúc đang còn tạm giam, đang còn điều tra. Chị Minh Mẫn ơi, cái lần mà chị tuyệt thực đó lâu nhất là bao nhiêu ngày thưa chị? 16 ngày. Lúc đó Minh Mẫn chỉ có 34 cân thôi, nhưng mà cái cân trên y xá ở trong trại nó cũng không có được chính xác nữa. Lúc nó nhảy thế này, lúc nó nhảy thế kia, mình cũng không biết là mình còn bao nhiêu ký, nhưng mà lúc đó thì gầy lắm. Cô Tạ Phong Tần, cô có nói với Minh Mẫn là Minh Mẫn bây giờ thành là Mẫn que rồi, nhìn như cây que vậy. Nhưng mà lần đó là chị phản đối điều gì? Lúc đó là cùng với cô Phong Tần, cô Phạm Thị Lộc cùng nhau tuyệt thực, đưa vô khu tù chính trị. Đưa vô khu đó thì hả, lúc đầu người ta hứa là chị vô đó đi, rồi chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các chị, nhưng mà khi vô đó thì không có gì hết trơn á, mình phải đấu tranh từ có tivi, có đồng hồ, mình không được xem giờ, mình không biết giờ giấc, không có đồng hồ, tivi thì mình cũng không có, chỗ chỗ ở thì mình vào thì nó cũng bẩn, tự mình phải vệ sinh nhiều thứ, thành ra hả giống như là thôi thì mới được, người ta không cho mình đâu, người ta cho mình vô đó rồi người ta bỏ mình trong đó, không ai quan tâm tới hết, phải tuyệt thực thì người ta mới cho mình một chút, tuyệt thực cho mình một chút thế vậy đó, chứ người ta không có giữ lời, người ta nói là chị cứ vào đi, tôi đảm bảo với chị, chúng tôi sẽ có đầy đủ, tạo điều kiện đầy đủ hết cho chị, nhưng mà vô là nhốt mình trong đó. Có người hứa với Minh Mẫn là chị vô đó đi, ở xung quanh có còn đất cho chị trồng hoa, cho chị trồng rau, nhưng rồi không có, tuyệt thực mới được, mới mở ra cho, nhưng sau này lại đóng lại rồi, không cho ra nữa. Người ta không giữ lời, người ta không bao giờ giữ lời cả, bởi vì người ta bảo là tôi thích như vậy, tôi là công an mà. Rất là cảm phục chị Minh Mẫn nói những cái điều này và cười rất là vui vậy. Chị ơi, không biết là cái sự đối xử của giám thị đối với các tù nhân lương tâm và các tù nhân khác nó có sự khác biệt không chị? Cũng có những người tù khác thì không có được như vậy đâu, mình thì người ta còn lịch sự một chút, nhưng những người tù khác người ta rất là, có thể là có người đối xử cũng tốt, có người cũng tệ, chứ không phải toàn bộ hết. Nhưng mà Cái này như thì vậy cái này dạ xin bao nhiêu. Diệu nghĩ là nó là trở thành một cái chủ trương ha, nó cũng giống như ở ngoài xã hội bây giờ đó, trong nhà tù bây giờ đối với tù chính trị thì họ hay sử dụng các cái thủ đoạn và ta gọi là về bên bên chính trị mà bên lý lẽ rồi khủng bố về tinh thần rồi giống như nãy mình mà nói đó là không cứ để cho mình yên đâu, họ có dùng nhiều cái cách để tạo cho mình cái áp lực. Tuy nhiên Đúng rồi, là cái trại giam thì
họ cơ chế ở trong trại giam lúc này là sử dụng bằng tiền. Những người nào đi tù vào có tiền thì sướng như ông hoàng, còn những người mà không có tiền thì phải lao động rất là nặng mà lại là không có được cái gì hết. Còn một cái điều hồi nãy mình vẫn có nói là đòi hỏi cái tivi rồi hay đồng hồ, thực sự ấy thì cái này không có phải là mình đòi hỏi gì lắm đâu, mà ở trong pháp luật họ quy định như vậy. Một buồng giam thì phải có một cái tivi cho phạm nhân, 30 người trở lên thì tivi 21 in, xin lỗi là 30 người trở xuống tivi 21 in, 30 người trở lên thì tivi 29 in. Họ không có làm như giống như trong pháp luật đó. Thì cho nên là mình thấy thứ nhất là mình cần tivi hay không cần tivi là cái việc của mình. Đôi khi có tivi mà tôi cũng thèm bật, nhưng mà cái chuyện mà pháp luật các ông đã bắt chúng tôi vào đây rồi mà các ông không thực hiện pháp luật đó, là các ông sai. Sai thì một là các ông phải hứa, là các ông phải khẳng định rằng là chúng tôi sai. Hai là các ông phải đảm bảo theo pháp luật, chứ không có cái chuyện mà cứ đi vào rồi là các ông nói rằng các ông là làm đúng pháp luật, nhưng mà đây pháp luật ở đây mà sao không đúng đó. Chúng tôi đấu tranh là vì thế đó, chứ không có nghĩa rằng là thèm khát thì xem cái tivi. Tôi cũng đấu tranh có tivi rồi, mấy người vào bảo sao anh không bật tivi, tôi đấu tranh cho vui vậy thôi, sao bật VTV1 thì không xem cũng biết à. Chắc Minh Không Mẫn cũng biết. vậy. Chị Minh Mẫn. Chị Minh Mẫn ơi, chị đã gọi phải là giống như cái từ chị nói hồi nãy là chung 8 năm, để vì hai cái sáu cái chữ như anh Diệu vừa nói hồi nãy, HSTSVN. Thì ngày hôm nay sau 8 năm chị ra tù, sau trải qua những cái hà khắc trong 8 năm đó, thì chị cảm thấy như thế nào? Chị vẫn sẽ tiếp tục với những cái hoạt động đấu tranh để mà vì cái lý tưởng, vì cái chủ quyền, vì cái lòng yêu nước mà chị đã từng có trước khi đi tù hay không? Hay là chị có những cái suy nghĩ như thế nào? Thì khi mà mình chấp nhận là mình phải chung đủ để mình đi về, mình không cải tạo, thì lúc đó chỉ biết nhiều khi cũng cầu nguyện thôi, phó thác vào Chúa, muốn mình như thế nào Minh Mẫn sẽ như thế đấy, cứ mạnh mẽ, cứ cố gắng. Ba mẹ thì cũng lúc nào cũng không có bỏ Minh Mẫn cả, lúc nào cũng đồng hành cùng Minh Mẫn, cho nên cũng có nhiều động lực, cũng nhờ các bạn ở bên ngoài nữa, các chiến hữu lúc nào cũng gửi lời thăm, nhiều niềm vui ở bên ngoài nghe thì cũng phấn chấn hơn. Có nghĩa rằng là chị tới Không sau những 8 các năm cái họ mà tạo. Dạ, ok mời anh Diệu. mà khi Minh Mẫn về thì cũng nói thật là xa nhà quá lâu rồi, cho nên cũng cần thời gian để cải thiện lại sức khỏe, với lại ở bên gia đình ba mẹ lớn tuổi cũng chăm lo cho Minh Mẫn cũng vất vả quá, nhưng mà Minh Mẫn cũng tạm thời thì như vậy, nhưng mà Minh Mẫn cũng không có, mà tương lai thì cũng chưa biết được, nhưng Minh Mẫn cũng sẽ không có, Minh Mẫn cũng hướng về cái điều mà bất công. Minh Mẫn không thích những điều bất công. Có điều gì thì mình sẽ làm theo trái tim của mình thôi. Vâng, Phương nghĩ rằng cái đó là cái điều quan trọng nhất. Tất cả những gì mình làm đều làm theo cái trái tim, theo cái lý tưởng, theo những cái gì mình cảm thấy là đúng. Thì rõ ràng như chị Minh Mẫn nói, chị chung đủ 8 năm nhưng chị không không cải tạo. Có nghĩa rằng là chị vẫn giữ vững những cái niềm tin, những cái lý tưởng mà chị đã có trước khi chị đi tù. Thì Phương tin chắc rằng những cái điều đó đã giúp chị vượt qua những cái hà khắc trong 8 năm qua, thì cũng chính những cái điều đó sẽ giúp chị có một cái tương lai ngày tốt đẹp hơn, có thêm được những cái sự hỗ trợ, những cái sự thương yêu của gia đình, bạn bè. Thì trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay, thì không biết chị có lời gì nhắn gửi đến mọi người không? Xin mời chị. Cho
cho Minh Mẫn gửi lời cảm ơn đầu tiên là gia đình của Minh Mẫn, ba mẹ và cả đại gia đình rất là lớn ở khắp mọi nơi luôn hướng về Minh Mẫn. Cảm ơn các Đức Hồng Y, các mục sư, những người quan tâm tới Minh Mẫn, những người bạn âm thầm giúp đỡ nữa, mà những người bạn đó thật sự là còn có khi Minh Mẫn còn chưa biết, chưa có dịp được biết. Còn ai nữa không chị? Có cảm ơn anh Diệu không Có, chị? cảm ơn anh Không cảm ơn ảnh buồn á, ảnh quên, ảnh bị quên. Rồi xin mời anh Diệu. Đúng thật sự là nói với Minh Mẫn hôm nay Diệu ra rồi cũng được nhiều lần có cơ hội để nói lời cảm ơn. Thật sự mà nói cho cùng thì cũng không biết khi nào cảm ơn cho nó hết. Chúng ta là những người ở trong cái vụ án đó và chúng ta sau khi đi tù á, với lại trước khi đi tù nó khác nhau lắm. Trước khi đi tù chúng ta không có ai biết. Sau khi đi tù không chỉ là các chiến hữu mà rất rất là nhiều, phải nói rằng là hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng triệu người biết và đã đồng hành với chúng ta cầu nguyện rồi từ giúp đỡ vật chất tinh thần rất là nhiều. Giờ cũng muốn nói với Minh Mẫn rằng là dần dần sẽ biết là rất là nhiều người đã đồng hành với Minh Mẫn. Vâng, rất là đúng anh Diệu. Dạ, chị Minh Mẫn có muốn nói gì thêm? Cho Minh Mẫn nhắn gửi thêm là khi mà Minh Mẫn bị bắt á, thì Minh Mẫn thấy pháp luật của mình nó, khi mà bắt Minh Mẫn rồi Minh Mẫn mới thấy rồi sao pháp luật của Việt Nam của mình sao khác sai những gì mà Minh Mẫn đã từng nghe. Khi bị bắt rồi sao họ thực hiện không giống những gì mà bộ luật hình sự của họ nói. Cái gì cũng khác hết, cả vào trại giam cũng vậy, nội quy cũng khác hẳn. Nội quy thì là nội quy nhưng cách làm của họ lại là một chuyện khác. Cho nên Minh Mẫn nghĩ là Minh Mẫn mong các bạn cũng làm điều gì đó để thay đổi một cho nó được tốt đẹp hơn. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của chị Minh Mẫn. Và đúng như chị nói thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có rất nhiều luật nhưng mà thật ra họ chẳng áp dụng đúng cái luật gì hết, đặc biệt là đối với các tù nhân lương tâm. Giống như chị Minh Mẫn và anh Đặng Xuân Diệu đã chia sẻ, mỗi một ngày trong nhà tù là một cuộc chiến, một sự tranh đấu để đòi hỏi những cái quyền mà chính trong pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi mà họ lại gọi là tùy hứng thì phân phát, thì đó là những cái điều mà các tù nhân lương tâm đang phải chịu đựng hàng ngày hàng giờ. Và cái hay, cái mạnh mẽ của họ là cái tinh thần đấu tranh của họ vẫn vì những cái hà khắc đó mà càng ngày càng vững mạnh hơn. Thì hôm nay vui mừng đón chị Minh Mẫn trở về với gia đình, bạn bè, với đại gia đình trên toàn thế giới như chị nói, nhưng chúng tôi cũng rất là nhớ đến các tù nhân lương tâm hiện bây giờ vẫn còn đang phải tranh đấu từng phút từng giờ. Đặc biệt vừa qua có thông tin là anh Trương Minh Đức vừa mới bị kỷ luật bởi vì đã trong cái buổi gặp gỡ với vợ là chị Thanh đã bị cắt ngắn chỉ vì là anh hỏi thăm sức khỏe của chị Thanh sau cái lần vừa rồi chị Thanh bị đi lên trại giam số 6 và bị đánh đập. Thì chỉ vì một cái lời nói như vậy, lời hỏi thăm sức khỏe của vợ sau khi được biết tin vợ bị công an đánh đập mà họ lại cắt ngắn cái buổi gặp gỡ của gia đình và đã bắt anh Trương Minh Đức đi vào và tuyên bố là anh sẽ bị giam, bị kỷ luật. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái hành động tàn ác như vậy của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và cái sự đấu tranh của những người ở bên trong nhà tù sẽ không mạnh, sẽ đủ nếu như không có những cái sự hỗ trợ bên ngoài của tất cả chúng ta. Thì ở đây chúng ta cũng vui mừng đón một người trở về với gia đình với mình, nhưng mà Xuân Phương chắc chắn rằng anh Diệu cũng như chị Minh Mẫn cũng vẫn còn nhớ tới tất cả các anh em vẫn còn đang phải
chịu đựng đang chiến đấu những cái hà khắc ngược đãi bên trong nhà tù. Không biết là chị Minh Mẫn và anh Diệu có lời nói gì thêm hay không ạ? Mời Có Minh Minh Mẫn Mẫn trước. có lời nhắn gửi đến anh Xuân Diệu là mình vẫn còn một anh em nữa là anh Hồ Đức Hòa, mong là anh em mình không quên anh ấy. Anh ấy hơn Minh Mẫn tới 5 năm, lận anh phải 13 năm mà anh vẫn còn đang chấp hành án. Ok, cảm ơn Minh Mẫn. Trong vụ án của mình thì hiện tại là có Nguyễn Văn Oai ra rồi, sau đó bây giờ bị bắt lại. Thời gian sau này thì còn có một số người bạn của chúng ta mới bị bắt sau này, gần đây nhất đó là thầy Tĩnh, thầy Nguyễn Đăng Tĩnh là một người người bạn mà sau khi cái vụ án của thanh niên công giáo bị bắt và xử án ở tại thành phố Vinh thì thầy là bạn của anh em và đã đồng hành với mình mười mấy năm nay, giúp đỡ các cái gia đình tù nhân lương tâm, và bây giờ thầy có hai người con nhỏ và mới bị bắt nữa. Chúng ta cũng rất là nhiều anh Lê Đình Lượng rồi Nguyễn Văn Hỏa, rất là nhiều, đến bây giờ thì hơn 200 tù nhân lương tâm. Dạ, và cũng cảm ơn chị Xuân Phương trong cái cơ hội mà nói chuyện về tù nhân lương tâm. Thì hôm nay Diệu chợt nhớ một cái ngày nó rất là đặc biệt, đó là ở giáo phận Vinh thì có cha Anton Đảng Cứu Nam, người mà đồng hành với tù nhân lương tâm rất là nhiều trong suốt quá trình từ cái vụ án của chúng ta cho đến nay. Đặc biệt hôm nay thì đón Minh Mẫn ra tù, và trong tinh thần tiếc thương thì bà thân mẫu của cha Anton Nam hôm nay lại về với Chúa. Thông qua đây thì chúng ta cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, và chúng ta cũng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cha Anton Đảng Cứu Nam và chia sẻ với lại đại gia quyến của thân mẫu của ngài và cô cụ Maria Nguyễn Thị Long, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được cùng nhau với lại là các gia đình tù nhân lương tâm cũng như là toàn bộ những con người yêu mến tự do dân chủ, chúng ta sẽ tiếp tục có những cái việc làm, có những cái hành động để rồi thúc đẩy cho cái xã hội này thay đổi để tốt đẹp hơn. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Đặng Xuân Diệu. Chị Minh Mẫn ơi, mọi người đều yêu quý cái tấm lòng vì quê hương đất nước của chị. Trong suốt 8 năm qua, thực ra tên của chị được nhắc đến trong các cuộc vận động cho nhân quyền. Và đặc biệt những ngày qua thì rất nhiều người đã chuẩn bị những cái món quà để mừng chị trở về với gia đình. Nhiều bài thơ cũng đã viết lên từ cái sự trân quý dành cho một cô gái trẻ mang trong tim tình yêu quê hương đất nước rất mạnh mẽ. Và một bài thơ đặc biệt đã được phổ nhạc. Trước khi kết thúc chương trình thì Xu Phương xin được gửi đến chị món quà bài hát mang tựa đề là Em là bông hoa, thơ của nhà thơ Trầm Phương và được phổ nhạc trình bày bởi ca sĩ Hoàng Tường. Xin mời chị Minh Mẫn và anh Diệu cùng tất cả các bạn cùng xem. Một lần gặp em chỉ biết em như trong huyền thoại, sống những ngày kiên cường như tên gọi người con gái của tổ quốc hôm nay. Tuổi hóa niên bị giam hãm tù đày vì lý tưởng canh tân, vì tấm lòng yêu nước. Em là bông hoa diệu kỳ bên thác
độ, là ngôi sao lấp lánh mùa trời đêm. Chào đón em vừa sổ vui tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng đêm. Chào đón em vừa sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng lần gặp em, chỉ biết em như trong huyền thoại. Sống những ngày kiên cường như tên gọi, người con gái của tổ quốc hôm nay. Tuổi hóa niên bị giam hãm tù đầy, vì lý tưởng canh tân, vì tấm lòng yêu nước. Em là bông hoa diệu kỳ bên thác Đổ, là ngôi sao lấp lánh mùa trời đêm. Chào đón em vừa sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng đêm. Chào đón em vừa sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng đêm. Chào đón sổ cuối tung lòng, để chấp cánh làm thiên thần trong bóng vâng. Sư Phương hy vọng là lời thơ tiếng nhạc giúp góp thêm niềm vui cho chị Minh Vẫn cùng gia đình trong ngày hôm nay, và mong rằng chị nhận được cái tấm lòng yêu quý của mọi người. Thì bây giờ là cũng gần 11 giờ khuya ở Việt Nam rồi, Sư Phương biết chị rất mệt, cho nên một lần nữa cảm ơn chị đã dành thời gian cho trang Facebook Việt Tân, cũng như cảm ơn anh Đặng Xuân Diệu cũng đã tham gia chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây để chị Minh Mẫn có thể nghỉ mệt. Thì mong rằng sẽ hẹn gặp lại chị trong một vài ngày tới. Thì mời chị Minh Mẫn cũng như anh Đặng Xuân Diệu gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi.
Cho mình vẫn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người yêu mến cùng với đại gia đình của chúng ta lúc nào cũng đoàn kết. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn Minh Mẫn đã cho cơ hội để gặp nói chuyện trong những giây phút ban đầu này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình. Cảm ơn các cha, các sư, các cộng đoàn, tất mọi chuyện đã đồng hành với anh em chúng tôi trong thời gian qua và có lẽ là còn thời gian tới sắp dài nữa. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ được đồng hành với nhau. Cảm ơn chị Xuân Phương. Vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Minh Mẫn, cảm ơn Diệu và Xuân Phương. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi trên trang Facebook Việt Tân. Rất mong các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin trên trang Facebook của chúng tôi để biết thêm những tin tức về chị Minh Mẫn hay các tù nhân lương tâm khác để mà cùng đồng hành với họ. Một lần nữa Xuân Phương kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần tới.